Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin 13% F1 Hà Nội thành F0, chuyên gia lo lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Trong 5 ngày gần đây, mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trên 200 bệnh nhân COVID-19. Đáng chú ý, số F0 ở khu vực cách ly luôn chiếm gần một nửa số ca mắc mới. Vào ngày 19 tháng 11, Hà Nội đã ghi nhận 275 F0, trong đó có đến 137 ca được phát hiện tại khu vực cách ly và chỉ có 36 ca tại khu vực phong tỏa. Trên thực tế, số ca bệnh được ghi nhận trong khu vực cách ly của Hà Nội thường xuyên chiếm tỷ lệ cao kể từ khi dịch có dấu hiệu nóng trở lại. Đại đa số các trường hợp đang được cách ly tại các khu vực cách ly tập trung trên địa bàn thành phố hiện nay là các F1. Tại cuộc họp vào ngày 19 tháng 11, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đưa ra một con số đáng chú ý. Tỷ lệ F1 trong giai đoạn hiện nay trở thành F0 lên tới 13%. Trước đó, tỷ lệ này trung bình chỉ có 7-8%. Đây là hình ảnh tiếp nhận người vào khu vực cách ly tập trung ở Hà Nội. Nhiều chuyên gia dịch tễ đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung, đặc biệt là trong bối cảnh số ca bệnh kéo theo các F1 phải cách ly tập trung ở thủ đô không ngừng gia tăng. Trao đổi với báo Dân Chí, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế nhận định, có nhiều giả thiết cho việc tỷ lệ F1 chuyển thành F0 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi so với trước. Trong một trong các số đó là nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Theo ông, cần phải có những nghiên cứu khoa học để có thể đưa ra các kết luận chính xác về vấn đề này. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng việc quản lý trong khu cách ly tập trung ở giai đoạn hiện nay không được tốt như trước đây. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh về khả năng lây nhiễm khi không tuân thủ nguyên tắc 5K. Theo nguyên tắc, khi F1 đứng nói chuyện với F0 dưới 2 mét và không đeo khẩu trang, tức là đeo khẩu trang không đúng cách trong khoảng thời gian ít nhất 15 phút, thì có thể bị lây nhiễm. Phó giáo sư Nga cho hay, và trước đó trao đổi với Dân Trí, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cấp cao của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam nhận định, với chiến lược là không thể zero F0 và chấp nhận có ca mắc trong cộng đồng và có khi nhiều F0 thì sẽ nhiều F1. Nói về sự cần thiết của việc Hà Nội cần triển khai cách ly các F1 đủ điều kiện tại nhà, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giám đốc bệnh viện nghiên cứu y khoa Vuclox tại Việt Nam đã dẫn chứng bài học của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, theo chuyên gia này, kịch bản xảy ra Hà Nội vào những ngày này giống hệt Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 6 tháng. Khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày có từ 200 đến 300 ca bệnh và vài nghìn F1. Đây là hình ảnh bên trong khu cách ly tập trung tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cách xử lý của Thành phố Hồ Chí Minh khi đó là truy vết, đưa F0 đi điều trị và cách ly toàn bộ F1. Nhưng rất nhanh sau đó, không còn trường học và nhà văn hóa nào đủ chỗ để chứa F1 nữa, vì trung bình mỗi F0 sẽ kéo theo 20 ca F1. Hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng đã được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế thừa nhận. Những gì xảy ra ở miền Nam cho thấy F0, F1 vẫn có thể tử vong hoặc chịu các hậu quả về sức khỏe, không phải vì COVID-19 mà có thể do các bệnh khác nhưng không được cấp cứu kịp thời. Đấy là chưa kể việc lãng phí nguồn lực trong việc cách ly tập trung F1 và điều trị F0 triệu chứng nhẹ trong khi họ đã tiêm vaccine là lãng phí nguồn nhân lực, tài lực một cách không cần thiết. Tiến sĩ, bác sĩ Thu Anh nhấn mạnh như vậy. Đồng quan điểm, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho hay, Hà Nội nên áp dụng các cách ly tại nhà đối với tất cả các đối tượng thuộc diện F1 đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bởi lẽ, trước Hà Nội đã có nhiều tỉnh, thành áp dụng cách ly F0, F1 tại nhà thành công. Hơn nữa, Hà Nội cũng có kinh nghiệm trong cách ly F2 tại nhà. Vì vậy, cũng nên triển khai cách ly F1 tại nhà sớm, không cần thiết phải triển khai từng bước, ông Phu nói. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sợ cách ly tập trung có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến chống dịch tại thủ đô. Chính tâm lý ngại cách ly tập trung sẽ khiến một bộ phận người dân hạn chế khai báo dù có yếu tố dịch tễ. Việc này vô cùng nguy hiểm và khiến dịch tễ âm thầm lan ra cộng đồng, Phó giáo sư Hùng nhận xét. Đây là hình ảnh vào đêm 19 tháng 11, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tưởng niệm 23.000 nạn nhân chết vì dịch Covid.
Thành viên phải là cách người dân ở một khu vực phố đã tự tổ chức nghi lễ tưởng niệm. Bí ẩn về sự mất tích và biến mất của chủng Delta ở Nhật Bản, cũng có thể virus đã tự tuyệt chủng. Thế giới cũng đang chứng kiến hai thái cực khác nhau liên quan đến đại dịch COVID-19, trong khi châu Âu thì bùng phát mạnh, Nhật Bản có số ca nhiễm thấp bất ngờ. Nó cho thấy hai điều rằng vaccine có hiệu quả, nhưng một mình vaccine không thể ngăn chặn được đại dịch. Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy ca tử vong ở châu Âu tăng 5% trong tuần lễ trung tuần tháng 11, là khu vực duy nhất trên thế giới có ca tử vong tăng. Và châu Âu trở lại giãn cách một lần nữa, các ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở nhiều khu vực thuộc châu Âu giữa lúc mùa đông đang đến. Khoảng 60% dân số Tây Âu đã tiêm ngừa đầy đủ, trong khi tỷ lệ ở Đông Âu chỉ bằng một nửa. Đầu tuần này, Iran đã áp dụng lệnh giới nghiêm mỗi buổi tối đối với các ngành nghề dịch vụ do ca nhiễm tăng đột biến, bất chấp việc nước này có tỷ lệ tiêm chủng cao là khoảng tới 75% dân số. Còn ở Bồ Đào Nha, tỷ lệ tiêm là 87%. Chính quyền cũng đang cân nhắc các biện pháp kiềm chế đợt bùng phát dịch này. Hà Lan thì còn mệt mỏi hơn. Tối thứ Sáu ngày 19 tháng 11, các cuộc biểu tình ở thành phố Rotterdam phản đối quy định phòng dịch mới đã leo thang trở thành bạo lực. Đây là hình ảnh biểu tình phản đối các biện pháp phòng dịch COVID-19 mới đây ở thủ đô Viên, Áo. Đức và Áo cũng căng thẳng, riêng Áo chính thức phong tỏa toàn quốc từ ngày 22 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi áp dụng các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm vaccine. Mọi thứ có vẻ diễn ra trái ngược với kỳ vọng của các nhà lãnh đạo châu Âu về một cuộc sống bình thường nhờ vaccine. Cũng theo dữ liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins ở Mỹ cho thấy, số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã chạm mốc hơn 770.000 người. Còn tờ báo The Hill qua đưa tin số người tử vong trong năm 2021 đến nay ít nhất là 385.000 người, cao hơn 15.000 người so với năm 2020. Cách biệt này sẽ còn nới rộng khi đại dịch đang trên đà tăng trở lại tại Mỹ. Trong khi đó, Giám đốc Hans Kluge của Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu nói rằng COVID-19 lại một lần nữa đã trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 ở khu vực này. Và bí ẩn sự biến mất của chủng Delta ở Nhật Bản. Giữa lúc châu Âu đang rối ren, ở châu Á, Nhật Bản lại là một thái cực trái ngược. Nói đúng hơn là một hiện tượng lạ. 3 tháng sau ngày chủng Delta xuất hiện và hoành hành, tức là ca nhiễm cao nhất là 26.000 ca mỗi ngày. Những tuần gần đây, Nhật Bản chỉ ghi nhận dưới 200 ca mỗi ngày. Ngày 7 tháng 11, thậm chí không có ca tử vong nào. Đó là lần đầu tiên sau 15 tháng. Các học giả nhận xét con số dưới 200 ca là vô cùng thấp, kể cả tỷ lệ tiêm ngừa cao 75,7% dân số và giãn cách xã hội tốt, thói quen đeo khẩu trang cũng không giải thích được. Đây là hình ảnh người dân Nhật Bản chưa bao giờ bị áp dụng lệnh phong tỏa kể từ khi dịch COVID bùng phát. Theo tờ báo của Nhật Bản Japan Times, mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu do giáo sư Ituro của Viện Di chuyển Quốc gia Nhật Bản đưa ra một giả thiết khá táo bạo rằng chủng Delta ở Nhật Bản đã tự tuyệt chủng trong quá trình lây lan và đột biến. Cụ thể hơn, bộ gen của virus COVID-19 thay đổi với tốc độ khoảng 2 đột biến mỗi tháng. Nhưng chủng Delta ở Nhật tích lũy quá nhiều đột biến trên protein sửa chữa của nó gọi là NSP14. Kết quả là virus không kịp vá lỗi và trong quá trình phân chia trong cơ thể người bệnh và dẫn đến tự diệt. Chúng tôi thực sự bị sốc trước phát hiện của mình. Xét thực tế về ca nhiễm ở Nhật Bản không tăng trong thời gian qua, chúng tôi nghĩ vào một chu kỳ đột biến nào đó, virus đã đi thẳng vào con đường tự diệt. Nếu virus còn sống và khỏe, ca nhiễm chắc chắn phải tăng cao vì khẩu trang và vaccine không thể ngăn toàn bộ lây nhiễm. Giáo sư Inoue đã cho biết như vậy. Kể từ lúc đạt đỉnh vào giữa tháng 8 năm 2021, các ca nhiễm ở Nhật Bản cũng giảm liên tục xuống dưới 5.000 vào giữa tháng 9, rồi tiếp tục xuống dưới 200 vào cuối tháng 10. Bất kể mọi hoạt động đã trở lại bình thường như tàu điện và nhà hàng. Và những ngày này cũng đông kín người. Tuy vậy, giáo sư Uyne cảnh báo Nhật không vì thế mà miễn nhiễm trước cái làn sóng dịch tiếp theo nếu có. Chúng ta ổn vì chủng Delta đã ngăn không cho các chủng virus khác xâm nhập. Nhưng giờ không có gì ngăn chúng được nữa. Chỉ có vaccine không đủ giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh bây giờ là rất quan trọng. Vị chuyên gia này đánh giá như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa,
Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 11 năm 2021 với bản tin 13% F1 ở Hà Nội đã trở thành F0. Chuyên gia lo lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 22 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng không như tin đồn. Một góc nhìn khác về bà Nguyễn Phương Hằng được tác giả Mai Hòa từ Thành phố Hồ Chí Minh viết bài bình luận được nội dung chia sẻ như sau. Đến giờ thì hầu như dân mạng tiếng Việt nào cũng biết đến cái tên Nguyễn Phương Hằng. Sở dĩ phải rạch ròi dân mạng và dân không mạng, nhưng con số này cũng rất khủng khiếp. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đã phát hình trực tiếp tối ngày 25 tháng 5 với số tiền gần 14 tỷ đồng làm từ thiện đã bị danh hài Hoài Linh ngâm suốt 6 tháng. Theo tờ báo Quân đội Nhân dân, dựa trên số liệu thống kê tính tới thời điểm tháng 6 năm 2021 của Napoleon Cat, tức là công cụ đo lường các chỉ số trên mạng xã hội, tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là gần 76 triệu, chiếm tới 70% dân số toàn quốc. Dĩ nhiên 76 triệu tài khoản không phải là 76 triệu người vì có rất nhiều người dùng nhiều tài khoản khác nhau, nhưng chỉ nhìn vào con số người xem đột biến tăng tới gần 400.000 người trên nhiều kênh Facebook, YouTube và vào đêm livestream 25 tháng 5 cũng đủ hình dung sức phổ biến của nick Nguyễn Phương Hằng từ đêm livestream vàng gọi là đêm 25 tháng 5, tức là đêm bùng nổ của bà Nguyễn Phương Hằng, vì sau đó không có lần nào livestream thu hút được lượt xem và tương tác đến gần mức đó nữa. Thực tế thì cùng với thời gian, các lần livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đều giảm lượt xem. Nguyên nhân của sự bùng nổ là do bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên những diễn viên thuộc loại ông hoàng bà chúa của làng giải trí Việt Nam, và đùng một cái, tất cả những cái tên danh tiếng sang trọng, tình nghĩa, cao thượng ấy bị gom chung vào một rổ, dán cho cái nhãn trần trụi nhưng vô cùng kích thích, đó là đại hội bóc phốt. Với câu slogan bê nguyên từ ngữ bình dân của Việt Nam đánh thẳng vào sự tò mò như dĩ dãng, dơ giấy, dễ gì, giấu giếm. Và nó phát ra trực tiếp vào giờ thật từ miệng một phụ nữ giàu có, bà chủ của công ty Đại Nam, vợ của một doanh nhân lừng lẫy là ông Dũng Lò Vôi. Thì cha mẹ ơi, còn gì dữ dội tấn công lòng hiếu kỳ lẫn sự quan tâm nghiêm túc của tất cả mọi người hơn như thế. Cũng theo báo chí thì chiều ngày 21 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng đã có mặt tại Cục Cảnh sát Hình sự C02 của Bộ Công an ở phía Nam, đường Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Báo chí Việt Nam nói bà Hằng đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mà theo bà thì ông Hưng không minh bạch, không công khai tiền từ thiện. Đây là hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo không minh bạch tiền từ thiện. Còn chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác. Vụ việc này cũng đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ. Vậy ta thử xem xét các hoạt động trên mạng của bà Nguyễn Phương Hằng có gì đáng chú ý đây? Một là livestream và phát hình trực tiếp bóc phốt nhiều người nổi tiếng, nhiều sự việc đang được quan tâm. Hai là bà xen kẽ cả chuyện khoe kim cương, bất động sản, xe hơi đắt tiền. Bà cũng không ngại khoe đẹp và trẻ hơn tuổi, khoe cá nhân có sự hiểu biết, dũng cảm, đạo lý, nghĩa khí, dám sống chết vì chân lý, vì triệu triệu người Việt Nam. Bà còn hát và khóc, nhưng bà cũng cho biết sẽ ngưng livestream vì bị dọa dẫm và nguyền rủa. Thế rồi bà lại tiếp tục livestream, và không những thế, tần suất livestream của bà Hằng còn tăng lên gấp bội. Từ việc mỗi tuần chạy trực tuyến live 1-2 lần vào cuối tuần, sau tháng 5 năm 2021, bà live liên tục, có thời gian mỗi ngày bà live 2-3 lần, mỗi lần cả tiếng đến vài tiếng đồng hồ liên tục. Người theo dõi bà Hằng cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi lớn theo chiều hướng tiêu cực trên sắc diện và tinh thần của bà. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng với khởi đầu là bóc phốt Võ Hoàng Yên, bà Hằng đã rất nhiều lần tổ chức các livestream tại chùa Long Hưng ở Đồng Nai cùng với sự dẫn dắt của Hòa Thượng trụ trì Thích Tuệ Hải. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu tại chùa Long Hương ở Đồng Nai. Báo chí Việt Nam đã từng đề cập đến vị sư này và chuyện ông nêu ra sản phẩm thực dưỡng
được quảng cáo là chữa khỏi rất nhiều loại bệnh nan y. Nhưng sau khi quá nổi tiếng, những thông tin kèm chứng cứ khó có thể phản bác về quá khứ của bà Nguyễn Phương Hằng đã cho thấy có mâu thuẫn lớn với lời tự kể của bà. Ví dụ, bà Nguyễn Phương Hằng nói mình từng sống 16 năm ở Canada, nhưng có người đã chứng minh thời gian đó bà Hằng không hề sống ở Canada. Ở địa phương ấy không có một ai biết là bà Hằng. Bà cũng không biết tiếng Anh và chỉ học đến lớp 11 thì làm sao được phong giáo sư danh dự của một đại học tại Mỹ đây. Gần đây có khá nhiều tin đồn quanh bà Nguyễn Phương Hằng rằng có người thì bảo bà đã có ai đó chống lưng thứ dữ được tung ra để diệt các nghệ sĩ, đánh phá lòng tin của người dân gửi vào các nghệ sĩ trong việc làm từ thiện để gom tất cả nguồn tiền từ thiện về cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ quan nối dài của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh biếm họa xuất hiện năm khoái khi ca sĩ Thủy Tiên quyên góp được hàng trăm tỷ đồng từ thiện, khiến Mặt trận Tổ quốc bị lép vế vì ít người quyên góp. Thế cho nên bà Nguyễn Phương Hằng mới mặc sức livestream chửi bới tất cả những ai dám lên tiếng phê phán bà, công khai dọa đánh nhiều người mà chả bị làm sao cả. Nhưng nếu là quân cờ của nhà nước Việt Nam đi thì giải thích như thế nào cho vô số lần bà Nguyễn Phương Hằng đã lỡ lời gọi báo chí là ăn hại, tố công an dung dưỡng cho luật sư đánh bà ngay tại phòng làm việc của cơ quan công an. Mới đây nhất khi phát hình live trực tiếp hôm 11 tháng 11 tại Đại Nam, bà đã để cho một YouTube khách mời nói rằng báo chí cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Với quan sát của tôi cho rằng các tin đồn nói trên không có cơ sở nào. Thẳng tính và muốn là ngôi sao làng giải trí, tôi cũng cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một phụ nữ thẳng tính, nhưng từ nỗi khát khao tột cùng được khoe cá nhân. Bà muốn được cả thiên hạ khen là người phụ nữ toàn tài, có nhân sắc, có trí tuệ, có đảm lược, có dũng khí, có nghĩa khí, giàu có, sang trọng, hôn nhân hạnh phúc, chồng vô cùng yêu quý, con vô cùng thành đạt. Tóm lại, tất cả những gì đáng giá nhất của phụ nữ lẫn đàn ông trên cõi đời này, bà sở hữu tất tần tật. Bà tự gọi mình là diễn giả nhưng không trình bày ra kiến thức chuyên môn hay những nhận định, phân tích, quan sát sắc bén về kinh doanh, xã hội, hôn nhân hay gia đình hay bất cứ lĩnh vực nào để chia sẻ trong thời gian dài. Bà tự xem hoặc được người khác xem là ngôi sao giải trí nhưng không có khả năng ca hát, nhảy múa, kịch nghệ, ảo thuật v.v. để làm vui người xem. Đây là hình ảnh vợ chồng Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng hát trên sân khấu Đại Nam. Bà cũng hầu như chỉ đấu tố mà thiếu thông tin mới, chuyện đó chỉ gây ra tò mò chứ chưa mang lại hứng khởi, mang lại niềm vui trong cuộc sống. Bà cũng tự xem mình là người nghĩa khí, thể hiện thế thiên thành đạo, rửa sạch showbiz và xã hội, nhưng không thể có đủ sức mạnh như các cơ quan chức năng của chính quyền để điều tra, xử lý tới nơi tới chốn các tin đồn hư hư thực thực dễ dàng tôi nằm mơ thấy. Trong các cuộc livestream sau này đối với những YouTube khác, có vẻ bà không dành đủ sự tôn trọng cần thiết cho người đối thoại mà một mình chiếm sóng gần như toàn bộ thời gian. Bà kể về bản thân hay đe dọa những người bị bóc phốt với nội dung ít ỏi và lặp đi lặp lại, đồng thời cho rất nhiều người khuyên răn đạo lý. Cũng không có sự trừng mực khá duyên dáng lúc ban đầu, bây giờ sắc diện bà căng thẳng, giọng nói tông cao gay gắt liên tục trong thời gian dài khiến người nghe mệt mỏi. Không phải là người trong giới showbiz, nhưng bà hàng nay hành xử giống như những ngôi sao hào nhoáng nhất, như sợ nhất là không còn ai khen ngợi và ao ước. Tác giả cho biết thêm, tóm lại tôi cho rằng Nguyễn Phương Hằng chẳng phải là cao thủ gì như người ta vẫn đồn. Với khán giả của bà, tôi nghĩ người ta nên giữ một thái độ bình thản, khách quan để dần dần người chạy livestream bớt say và biết tiết chế bản thân hơn. Tác giả Hòa Mài đã nêu ra nhận định của mình như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 với bản tin Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng không như tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.